tiệm phở gà nằm ngay đây, kế Nam Phương, trong khu của chợ Hồng Kông. Hôm nay mình đi ăn phở gà nha. Tiệm rất là khang trang, rất là ấm cúng. Menu của phở Tony, phở gà Tony, Tony. Ok, ở đây là chỉ có bán phở gà thôi. Menu rất là đơn giản. Phở gà nhỏ hay là lớn, phở gà mà có gà, còn cái này là chỉ là không có gà. Phở gà mà có gà, tô lớn với tô nhỏ. Còn cái này là những thành phần side dish. Là cái này là 1/4 con gà, đây là nửa con gà, này là nguyên con gà. Còn cái này là có tim, gan với lại gizzard, lấy gì ta? Gizzard, mề, đúng rồi, mề. Thì đây. Và đây là những order, chủ ở đây nói là champagne cola rất là ngon và lạ. Thì đây, champagne cola, bây giờ Nhi uống thử nha. Ok, bây giờ uống thử nha. Thank you. Uống như Red Bull cho các bạn. Thử giống Red Bull, uống cũng giống như Red Bull luôn. Red Bull Việt Nam, cái chai mà lùn lùn, tròn tròn, dễ thương á. Ngon á. Bây giờ đợi gà ra, đói quá. Ok, Nhi order một tô phở nhỏ, nhưng mà thật sự là nó cũng bự. Nó giống như tô medium vậy đó. Đây, không có gì hết. Tại Nhi đã order mấy cái phần này rồi để ăn cho nó nhiều chút xíu. Với lại một phần mix giblet. Giblet mà có tim, gan, rồi mề khá nhỏ nên giá cũng rất là ok. Thì nếu mà người nào mà thích cái này thì chắc phải ăn hai phần á, và nửa con gà đó. Hiện tại rất là thơm và ngon. Đây là có muối tiêu và đủ loại ớt ở đó, đủ loại ớt luôn. Thì bây giờ Nhi thử nha. Ok, bây giờ Nhi sẽ ăn thử nha. Trước hết là mình phải bỏ tiêu, bỏ ớt vô. Chút xíu chanh thôi. Rồi, đúng rồi, xong rồi lặt rau vô. Bỏ ớt vô, rau vô. Đúng rồi, cảm ơn bạn. Đúng rồi, cảm ơn. Ngò gai nha. Rồi, nó nói được rồi, để Nhi thử. Nhi thử nước trước nha. Cảm ơn, cảm ơn. Rất là đậm đà mùi phở gà truyền thống luôn. Ngon quá. Mà ở đây họ cho sẵn mọi người không có điều nước chấm, chanh, muối tiêu. Ok, bây giờ Nhi ăn thử cái khô câu của nó nha. Thịt gà hơi mềm hả? Nếu mà dùng gà dai thì sẽ ngon hơn. Thịt gà hơi mềm, nhưng mà nước lèo thì rất là ngon, rất là thơm. Ngon lắm. Nhưng mà nếu mà gà mà dùng gà dai nữa, ôi trời ơi, là ngất ngay nha. Nhớ tới. Bây giờ ăn tim gà, gan gà, mề gà. Ngon. Không bỏ cái lá gì vô á.
làm cho cái vị trong đây là nó thơm hơn. Con sẽ bây giờ ăn bún. Ngon quá. Cái này là phở không mà ngon vậy á. Ngon quá. Ngon. Cái chén muối tiêu chanh này đặc biệt cái là nó có bỏ lá chanh vô là ăn rất là thơm. Chấm chung với gà là hết sảy. Tóm tắt lại là phở gà ngon nhưng mà thịt gà thì hơi mềm chút xíu. Câu chủ nó sẽ điều chỉnh cái chuyện này thì có thể các bạn tới ăn và lần sau là sẽ có gà hơi dai chút xíu. Tụi Nhi ăn nửa con gà với một cái quarter con gà. Actually, whole, nguyên con gà. Hai cái mề gà. Ba tô phở nhỏ và một tô phở bự. Bill ra là 78 đồng, 79 đồng. Not bad huh? Ok. Có gì ủng hộ phở gà Tony nha.